Em sẽ trải qua và nó cảm thấy cảm giác phê và tê tái như nào ha. Đấy, thì người ta là bốn chữ là hào quang rực rỡ. Thì Đình Tuấn đây hào quang hôm nay bán lỗ cho mọi người ha, bán lỗ cho anh em. Rồi thì đầu tiên hào quang bán lỗ đêm nay thì mình bắt đầu là mình chia sẻ cho mọi người cái đã. Rồi chia sẻ cho anh em, chia sẻ đủ 50 người chơi trên con xe iBlack 2016. Cảm ơn tất cả quý vị và anh em thợ máy. Hào quang bán lỗ đêm nay ha, hào quang bán lỗ. Rồi, iBlack 2016 hay bất kỳ một dòng đề từ nào đêm nay cũng như vậy. Đấy, thì anh em hãy cố gắng làm được bốn từ này thì anh em sẽ thấy cảm giác hào quang rực rỡ hay hào quang bán lỗ đêm nay. 31 người chia sẻ anh em. Cho em quả xẻ 32 người. Đấy, tất cả đề từ như nhau hết à. Từ từ em đang phát livestream chút không thể nào nghe được anh trai ơi. Trời chán thế, nhiều anh em thật sự công nghệ điện thoại cũng chẳng biết xài. Rồi 33 người. Nhà mình có bán bộ hơi xe Adcenter 135 không? Đó. Rồi ok. Rồi thì hy vọng rằng anh em chia sẻ ha. Chia sẻ đi mọi người ơi. Chết rồi, sao lại nhỉ? Đấy, đầu tháng này mình sẽ dạy online rồi ha. Đấy. Rồi, trước tiên không để anh em phải chờ lâu, ít người hay nhiều người cũng kệ, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta cầm điện thoại thì chúng ta sẽ thành công. Chúng ta làm biếng học thì chúng ta sẽ thất bại. Đấy. Nên cuộc sống này luôn luôn phải theo dõi cái fanpage của Đình Tuấn thì luôn luôn chúng ta sẽ thành công. Bởi vì nhiều anh em không chịu chia sẻ, cho nhiều anh em nào yếu để chúng ta đón xem. Hãy chia sẻ, hãy cho đi. Rồi chúng ta sẽ nhận được hào quang bán lỗ đêm nay ha. Rồi một con xe đề từ bất kỳ một dòng xe nào, cứ miễn sao đề ACG, đề không có chổi than. Ai à, mang vào xe này lại chất lượng lỗi. Lỗi này cũng chẳng liên quan gì tới vấn đề khởi động. Kệ nó. Lỗi này chẳng liên quan gì tới khởi động cả. Chúng ta sẽ bấm nút đề và xì ta. Rồi, rồi le nhảy. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Cái lỗi này kệ nó. Đừng đi sửa cái lỗi này vội. Thay vì đi sửa cái lỗi này vội thì hôm nay chúng ta đi sửa cái vấn đề nó cho nó đề được. Nha. Ok. Rồi, bước 1 chúng ta sẽ kiểm tra cái bình điện xem nó ok không. Bình điện ok không? Bình điện, nhớ là bình điện à, nhớ kiểm tra cái bình điện nha quý anh em. Bình điện là cái đầu tiên, là cái quan trọng nhất khi chúng ta làm nghề. Đấy, quan trọng nhất là cái bình điện. Rồi, bình điện chúng ta có thể test, đồng thời chúng ta có thể thay bình điện mới. Đầu tiên là một người thợ cần phải làm đó là cái bình điện. Bình điện nó phải là tốt hay không. Rồi, ok. Rồi, phải tắt khóa điện đi. Rồi, chúng ta có thể dùng thiết bị test bình. Test bình để cho nó test xem bình có chất lượng hay không. Test bình. Rồi, và đêm nay sẽ là hào quang và thất bại. Hào quang và bán lỗ. Chứ chẳng có hào quang và rực rỡ đêm nay cả. Rồi. Rồi, chúng ta đang kiểm tra giá trị điện áp là 12V. Chúng ta gạt cái cần này trong vòng khoảng 3 đến 4 giây. Rồi, bình sụt áp còn có 7V ha. Đó, 6V 9 bình hư. Đó, ok. Rồi, bình này khá là yếu. Bước đầu tiên của anh em thợ cần phải làm như thế. Rồi, bây giờ chúng ta ở trong cửa hàng chưa có điều kiện, không có bình mới để trong cửa hàng nên sạc. Chỉ cần test cho vào khoảng 3S, tương đương khoảng 5 giây là được rồi. Rồi, bây giờ điều kiện ở nhà không có bình bởi vì điều kiện khó khăn. Không có tiền để đầu tư một cái bình bởi vì chúng ta khắc hư bình nào
thì chúng ta chạy đến mô hình đó thì chúng ta cần có cái kích sạc. Kích sạc. Rồi, ok. Chúng ta sẽ cắm điện lưới 220. Rồi, chúng ta nhìn vào cái hệ thống máy sạc. Rồi, đang sạc. Trong quá trình đang sạc thì chúng ta cứ nói chuyện một chút xíu trong vòng khoảng đâu đó 1 phút. Đầu tiên nó là như thế. Bởi vì kinh phí hào quang bán lỗ thì trong nhà chúng ta chẳng có cái gì, bởi vì chúng ta bị lỗ mà nên bệnh viện không có cạch cạch. Nhớ nha, đêm nay hết bài về cạch cạch. Đấy, chia sẻ cho các bạn và tất cả anh em thợ cùng đón xem tất cả trên những dòng xe đệ tử cạch cạch. Chiều mai khoảng 4 giờ 5 giờ đón mình tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ An Nhơn. Ok, anh Lê Xuân Giáp. Ngày mai có anh em nào học cùng Lê Xuân Giáp thì bay vào luôn ha. Ngày mai sẽ là ngày mùng 1 tháng 4. Rồi, 10 triệu một người. Thì tương đương quý vị và anh em cứ một ngày chúng ta học chúng ta phải mất 2 tờ polymer ha. Đấy, 2 tờ polymer tại Bình Định. Đấy. Và ngày mai quý vị có thể là ok suất này. Nếu mà ok thì Đình Tuấn có thể là free cho anh em cái nhà nghỉ ha. Free nhà nghỉ. Bán gì là chào liền. 45 người, thật sự đêm nay cho ít người coi thế nhở. Hay có vẻ thời Đình Tuấn dạo này có thể là hào quang thất bại rồi, hình như chẳng có ai coi cả. Sạc bình cho vào khoảng 1 phút, nói chuyện vu vơ một tí. Vu vơ một tí, cái này sạc cũng khá là nhanh. Rồi, chúng ta có cả sạc, chúng ta kích vào, bèo nhất bu lăng có phải là sụt xịt, sụt xịt, sụt xịt. À. Rồi, sụp xịt, sụp xịt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại vấn đề. Bây giờ là ok rồi, ok rồi. Bật khóa điện lên xem sao. Tối này thật sự là rất nhiều anh em ít cầm điện thoại. Không biết là giờ này mới có 21 giờ, không biết để làm cái gì. Một là đi chơi với người yêu. Hai là thì thầm bên vợ. Ba là uống rượu say. Bốn là đi cờ bạc. Năm là đi ngủ sớm. Năm vấn đề này chúng ta không bỏ được, thất bại. Nếu chúng ta dính vào năm vấn đề này thì cuộc đời chúng ta luôn luôn thất bại. Nhiều anh em nào đang khó khăn á, còn anh em có tiền tỷ rồi. Rất mong mọi người bỏ qua video này. Tiếp tục. Ngày mai đừng hỏi đề từ này đề từ kia. Xe đề từ hoạt động đều như nhau. Tiếp tục. Vẫn cạch cạch. Vẫn cạch cạch. Rồi, vấn đề lúc này chúng ta lại làm gì? Rồi, nghi ngờ. Xem được cái video này. Tiếp tục thử con rơ le. Có thể mo ve sụt điện áp. Rút. Rồi, bỏ lên đây. Sao cầu chì trong này rớt ra được ta? Lỏng hả? Rút rơ le lên đây. Chúng ta nên lấy một con rơ le khác để chúng ta thử nghiệm cho nó nhanh. Thứ hai, bình điện xong tiếp tục tới rơ le, xé bịt bóng ra luôn, chẳng quan trọng. Mới tin mơ. Rồi chúng ta lại cắm vào, lừa không biết là nó nằm cái điểm nào. Ok. Quay tới quay lui quay lại chẳng biết là cái hướng nào luôn. Hướng này dí sâu rồi. Rồi lút cán. Dí lút cán luôn. Rồi. Hay rồi. Đánh ghê đó. Alo. Đúng rồi, thay vào.
49 người đang xem, có thể làm vượt qua số 49 này xong tới 53 đêm nay đúng không ạ? Ít người quá chắc đi ngủ hết. Rồi chúng ta lại quay lại tiếp tục đi làm từng bước đúng không ạ? Thợ bắt đầu vào đời. Lần đầu tiên chúng ta vào đời thì chúng ta cứ phải là từ từ như vậy, rồi tiếp tục lại bật lên. Số 52. Đúng rồi, cảm ơn những anh em nào đã thả tim. Vẫn thất bại. Rồi, bước thứ hai. Bình điện relay đã ok, vẫn cạch cạch. Quý vị và anh em đừng quan tâm cái lỗi này là lỗi bao nhiêu, trừ khi cái lỗi 52 ha. Lỗi này lỗi số 8, cảm biến TBS. Cứ từng bước chúng ta chạy. Bởi vì chúng ta mới bắt đầu đi học mà, phải bắt đầu từ từ. À, Lính Đình Tuấn ở đây mẹ học nghề 2 tháng rồi, ốc còn siết quên lên quên xuống. Đấy, chứ huống chi là chúng ta đang là thợ làm những cái dòng xe nhỏ. Từ từ. À, đi bán tiếng thuốc đồ đi, hút đồ đi, cứ từ từ. Ai ghét Đình Tuấn thì cũng chị. Ai bảo video này cũng dở thì cũng chị. Tiếp tục. Cặp cặp. Rồi. Tắt khóa điện. Rồi kiểm tra gì? Kiểm tra nhớt. Xoay 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 xoay. À, xe này còn nhớt. Xoay 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 xoay, xe này hết nhớt. Là dính quả. Ok đúng không? Rồi, xe này còn nhớt. Còn nhớ. Rồi, lúc này mở bên bơm điện này nó lâu, mở bên nắp nồi côn này cho nó nhanh. À, mới ốc đen đen này này. Đó, mở bên này cho nó nhanh. Rồi, chúng ta xoay xem có bị bó không không ha. Đấy, mở đây. Đấy, 1, 2, 3. Đấy, xoay. Đời mà, cứ chậm rãi xà. Xe này nhẹ thế nhở. Đó, xe này khá là nhẹ. Rồi xe này động cơ tốt, nhẹ, không bị gì hết. Đó. Mà chúng ta lại để cạch cạch. Rồi phương án thứ ba đã loại trừ. Một bình điện, hai relay, ba động cơ tốt, vẫn cạch cạch. Ok, vẫn cạch cạch. Đúng không mọi người, 59 người rồi đấy, khá là nhẹ. Rồi là không báo lỗi 52 ha, mà nó cứ cạch 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 cạch. À, cứ cạch 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 đấy, bởi vì đây là số 8. Đó, số 8 chứ không phải là 52. 1 2 3 4 5 6 7 8. Alo alo. Rồi đấy, rồi chúng ta lại làm gì ha, lỡ lúc này mở yên mở dần áo. Rồi quan trọng nhất là cái con CKB ở đây. À, CKB nằm ở ngay ở đây nha quý vị. Đấy, chào tất cả quý vị. Xe này đời 25 à Tuấn nhỉ, xe này đời 26. À, xe này led mà. À. Rồi, bốn chữ hào quang. Bán lỗ. Rồi, chúng ta lại làm gì? Rút ở đây ra, nhớ là tay phải tắt khóa điện ha. Đó, tay phải tắt khóa điện. Rồi thao tác bấm cái rắc mặt ở đây này. Rồi bấm vào đây. Đó, nó kêu tắt, rút ra. Đó, nó phải kêu lên như vậy ha. Có tối không quý vị ơi, cho quý vị ít bà lát ha. Tiếc gì nhà giàu, tiếc gì 500 đồng tiền điện. Đó, rồi chúng ta nhìn phương hướng. Rồi cái rắc này sẽ là rắc cái, nó luôn luôn nằm ở dưới mâm điện. À, phụ nữ mà luôn luôn phải nằm dưới cái. Rồi chúng ta là đàn ông là đực, luôn luôn phải nằm phía trên. Phía trên có nghĩa là sao, là từ IC đi xuống. À, đực, nhớ đàn ông chúng ta là đực, phụ nữ luôn luôn là cái, thì nhét vào nó mới vô ha. Còn đực mới đực hay không thì nó thành BD mất rồi, nhớ điều đó nhớ quý vị.
Rồi thì cuộc sống này người ta có một câu nghèo cũng phải cho con đi học. Đó, đó chuyện đương nhiên. Trong cuộc sống này anh em phải lưu ý vài từ nghèo cũng phải cho con tới trường. À, nghèo cũng phải cho con tới trường. Ok. Nghèo cũng phải cho con đi học. Rồi, lúc này chúng ta sẽ kiểm tra cái CKB ở bên dưới này. Có nhiều lúc nó không báo lỗi ha. Nó không báo lỗi, nó vẫn chết CKB đấy. Nhớ. Rồi, ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy CKP. Rồi. Rồi, ở đây sẽ là rắc cái. Cắm vào cái ở đây thì không vừa. Chúng ta sẽ chọn với cái rắc đực. À, nhớ là CKP. Cắm vào. À, nhấn. Nó kêu tắc là ok. Chúng ta đã cắm ngập. Nghèo cũng phải cho con tới trường. Lấy cái kẹp này kẹp vào âm và dương ắc quy. Đó, dây lửa, dây mát. Cắm vào dây lửa, dây mát. Rồi, ok. Lúc này chúng ta sẽ làm gì? Cắm vào cho thiết bị. Đó, cắm vào cho thiết bị ha. Rồi, thiết bị lúc này sẽ nổi lên. Đó, nó sẽ nổi lên như thế này. Rồi, cho anh em coi cho nó sáng. Đó. Rồi, chúng ta sẽ làm gì? Quay cái bấm điện. Quay bên này, chúng ta quay. Quay. Nào ta cùng quay, quay đều. Quay. Đó, anh em nhìn thấy bốn bóng đèn. Nha, bốn bóng đèn này nè. Này, có cái này giá trị điện áp ha, vôn, đó. Cái này là sân biển sọc vàng, trắng đỏ, đấy, trắng đen, trắng sân biển ha. Quay coi cái này từ 0 điện áp cho tới 12V ha. Đang có sạc thì chúng ta sẽ nhìn thấy điện áp là 13V, nhớ, từ 0 cho tới lớn, đấy, là ok. CKB tốt, chúng ta nhìn. Đó, tuyệt vời. Đó, 4 giây. Sân biển vàng, trắng đỏ, trắng đen, trắng sân biển ha. Đó, thấy không, nó đều. Nó đều như vậy là chúng ta sẽ loại trừ rằng ừ, con cảm biến hen là con cảm biến CKB. Đấy, gọi là mắt đọc. À, ok. Tốt. Tốt thì quý vị đêm nay cho Đình Tuấn một cái ok đi. Tốt, một bước là bước thứ tư. À, bây giờ chúng ta kiểm tra CKB này là bước thứ tư. Đấy, quý vị cho một cái ok đi. Rồi, từ từ sẽ nhiễn hết tất cả đồ chơi, đều quăng lên hết tất cả. À, YouTube, YouTube. Quý vị có thể là đêm nay không xem hoặc đồng thời bỡ ngỡ thì có thể là lên YouTube, gõ vào tay ga Đình Tuấn xem lại. Ê, hoặc đồng thời fanpage. Bấm theo dõi vào, rung chuông là mở điện thoại. Dù đang tắm, hay đang chơi với người yêu, hay đang đi với người tình, hay là đang ngủ với vợ, cũng phải bật dậy, hoãn lại cái sự sung sướng để xem, để ngày mai xe đỡ hẳn. Thì chúng ta sẽ không vấp lại bốn từ, đúng không ạ? Hào quang, thất bại. Nhớ chúng ta phải làm được bốn từ, hào quang, rực rỡ. Nhớ nha quý vị ơi. Rồi, thank you quý vị. Còn những quý vị còn lại thì chẳng thấy cho cái từ ok nào cả. Buồn lắm thôi. 75 quý vị đang xem đêm nay. 75 người cho 75 quả sẻ được không? Được không quý vị? Bước thứ tư thành công. Rồi, lại rút điện áp ra. À, cứ từ từ. Quan trọng là đôi tay này. Cứ từ từ chúng ta sẽ làm lên sự nghiệp. Đừng vội vã, để rồi chúng ta lại thất bại. À, lau mấy cái bóng đèn này cho quý vị xem cho nó sáng ha. Hơi bị bụi. Và chương trình quấy đêm nay quý vị đừng rời khỏi màn hình. Và chiều à, và sau cái buổi live stream này có rất nhiều những phần quà ưu đãi dành cho quý vị ha. À, cố gắng. Rồi, lúc này chúng ta thò tay bấm nút rút rắc tay này. Đây, đôi tay vàng
làm lên sự nghiệp. Sao lúc này quý vị lại quay lại cái đầu này, quý vị nhìn thấy chữ ECU không? ECU có nghĩa là từ IC đi xuống. À, bỏ mấy cái này đi. À, bỏ mấy cái dâu dâu riêng này đi. ECU. Rồi, chúng ta lại đi tìm cái rắc cái. Bởi vì từ ECU đi xuống nó sẽ là rắc đực ha. Rồi, đi tìm rắc cái. Rồi, rắc cái ở đây. Chúng ta lại tiếp tục đưa nhẹ vào, bấm kích. Yo. Rồi, lúc này quý vị hãy mở công tắc máy lên. Là khóa điện, mở. Rồi, lúc này quý vị nhìn thấy không? 4 giây này, IC cấp điện áp xuống, tất cả đều hoàn hảo. Điện áp cho phép quý vị 7 đến 10 V đều là tiêu chuẩn. Sân biển vàng, trắng đỏ, trắng đen, trắng sân biển rất ok, và điện áp ở đây là V. Tuyệt vời. Vậy là chúng ta sẽ loại trừ là A, IC và mặt đường dây và chạy xuống đây rất hoàn hảo. Điện áp cho phép 7 đến 10 V, nằm trong tiêu chuẩn. Ok, là bước thứ 5 thành công, loại trừ IC cấp điện áp xuống CKB không bị gì cả. Là bước thứ 5. Quý vị cảm thấy ok không? Cứ sau một bước quý vị thấy ok, bước thứ 5 thành công. Nhớ, bước thứ 5 thành công, lại tiếp tục ok. 82 người đang xem, đúng không ạ? Bộ phim càng hay, càng dài, càng hay. Quý vị hãy chịu khó, đừng rời khỏi màn hình đêm nay để xem hết cái video này, khá là thú vị, trên tất cả những dòng xe điện tử. Còn vấn đề còn lại quý vị làm không thành công thì là do quý vị đôi tay này làm chưa tới, hoặc là đồng thời hôm nay quý vị gặp cái điều gì đó không may. À, lại tay ga tính toán rồi, điện thoại luôn rồi. À. Tí gọi lại nha. Ok, ngủ nha. Dạ dạ. Ngủ đi, tí gọi lại. Nha. Ok. Bước thứ 5 chúng ta đã đi tới hoàn hảo. Anh ui trời ơi, chết nữa. Trời ơi. Chưa dán cường lực, đừng có rớt. Trời ơi, đừng chưa. Hai cái điện thoại rớt lọc cọc. Chết. Đủ nữa rồi, nhảy lung tung màn hình rồi, xong. Rồi, chúng ta lại tắt công tắc máy. Ok, rút cái rắc này ra. Hoàn hảo. À. Xong. Rồi, lúc này chúng ta đã kiểm tra tất cả mọi thú vị đều tốt. Gắn lại. Lại gắn lại. Xong. Đi từng bước. Rồi, bước thứ 6. Chúng ta phải làm gì? Tiếp tục rút cái rắc ba pha này ra. Nha. Yeah. Rút ba pha này ra. Rồi, chúng ta lại dùng cái gì? Dùng một cái đồng hồ đơn giản. Ở trong cuộc sống này, chúng ta phải dùng một cái đồng hồ. Bước thứ 6. Nha, yeah, cứ đi đo như vậy. Bước thứ 6, dùng cái đồng hồ ở trạng thái đo thông mạch. Cứ từ từ mẹ, lâu lắm thì may lắm kết thúc trong vòng khoảng 30 phút. Nếu mà thợ mới vào nghề làm cái ban này cũng là 30 phút cũng kết thúc. Thợ rửa xe cũng là 30 phút. Rồi tiếp tục đo rò mát. Ok, tốt, một pha. Pha thứ hai. Rồi, tốt, kiểm tra lại đồng hồ. Ơi, đồng hồ ngon, có kêu. Pha thứ 3 lại tiếp tục. Ơi rồi, ok. KO. Rồi, lúc này chúng ta đo 3 pha không chạm dòng mát. Tiếp tục, lúc này lại đo pha 1 và pha 2. Chia.
Ok. Ok, đây, chúng ta tạm thời là ok, cuộn điện tốt là bước thứ 6, chúng ta nên loại trừ thành công. Và bước còn thứ 7 là bước cuối cùng. Là cuối cùng là cái bộ đầu não của chúng ta. À, bộ đầu não của chúng ta đêm nay nó như thế nào? Tiếp tục đơn giản dụng cái bộ này. Bộ này thử CKB. Này, ABS, VS thì hôm qua đã thử rồi ha. Đấy, ABS và VS thì hôm qua thử cái này rồi, trên cái bộ nhỏ nhỏ đó. Đấy, cái này là ABS, VS thử rồi. Đêm nay chúng ta sẽ 3 pha. 3 pha có nghĩa là 3 dây đỏ này thì đương nhiên dây nào chúng ta cũng thử được. Đấy, không cần thiết. Đấy, bởi vì nó là 3 pha mà. Đấy, bỏ vào đây cái đã. Trời ơi, kiếm chỗ cái ghế đã. Kiếm cái ghế bỏ vào cho nó đàng hoàng. Rời lọc cọc hết à, bỏ ghế cho, bỏ điện thoại cho luôn à. À, cho nó khỏi rớt đồ chơi mà hư hết. Đây, ok à, tắt cái ba lát đi rồi tối sáng. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy ba cọng dây màu đỏ tương đương sẽ là gì? Ba pha. À, ba dây màu đỏ sẽ là ba pha. À, ba pha lưu ý điều đó. À, ba pha đây. Rồi chúng ta sẽ ngửa cái con IC này lên một tí. Rồi tối chúng ta không thấy đường thì chúng ta có thể cho một tí ballast. Ê, sáng sáng bởi vì đường xa, đường quá xa. Rồi cứ cắm đại vào ba sợi dây, miễn sao đừng để chạm nhau ha. Quý vị lưu ý ba cái đầu ba pha này không được chạm nhau. Đó. Rồi. Lúc này quý vị sẽ mở công tắc máy lên. Mở công tắc máy lên. Mở. Rồi, lúc này quý vị chỉ cần bấm nút đề. Bấm nút đề này. Rồi, lúc này D1, D2, D3 không có cái pha nào sáng cả. Thì lúc này quý vị kết thúc hư IC. Đó. Còn nếu bây giờ mở công tắc máy lên chưa nhấn đề là hai bàn tay đang ở đây. D1 là pha 1 hoặc pha 2 hoặc pha 3 nó sáng thì IC cũng chết. Mà nếu cắm vào như này mà chúng ta bấm nút đề như này, đây tay chúng ta sẽ bấm nút đề lên trên này. Đó. Quý vị nhìn thấy là le nhảy không? Mà ở dưới này không có bất kỳ một pha nào nhấp nhô trên ba cái bóng led này thì có nghĩa là IC này lên được. Được không quý vị? Đó, tuyệt vời không? Đấy. Ok không nào? Đấy, nhớ nhá, ở đây có hai điều quý vị cần lưu ý. Là bây giờ mở công tắc máy lên, chưa bấm nút đề bởi vì hai tay của Tuấn đang để đây. Mà quý vị nhìn thấy pha 1 hoặc pha 2 hoặc pha 3, trong ba pha nó sáng trắng cái bóng này lên thì có nghĩa là IC này đang bị chập. Và vấn đề thứ hai, chúng ta thò cái tay này bấm nút đề rồi le nhảy tóc tóc. À, mà ở đây không có bất kỳ một pha nào sáng. À, lưu ý điều đó. Ô xì keo. À. Đó là buổi tối hôm nay thì Tuấn hướng dẫn cho mọi người cái thiết bị kiểm tra cảm biến CKB, VSS và ABS. Đấy quý vị hãy nhớ CKB, quý vị có thể test được CKB ở đầu này. CKB mua ở ngoài tiệm về nhà hoặc là ở dưới mâm điện rút ra test như thế này. Còn cái đầu này là quý vị có nghĩa là sao? Quý vị đo cái giá trị điện áp từ IC cấp xuống quận 3 pha là ba cái dây này. Hoặc đồng thời giá trị điện áp từ IC cấp xuống CKB ha là ba dây này. Còn cái nhắn ngày hôm qua thì quý vị đã được thưởng thức trên cái video đêm hôm qua là kiểm tra ABS và VS, cái bộ hôm qua rẻ tiền đó thì quý vị đã được xem rồi ha. Thì hôm nay không trình diễn tiếp. Đấy, quý vị phải lưu ý. Nha. Hãy nhớ bấm vào kênh tay ga của Toán để quý vị có thể theo dõi lại video hoặc đồng thời quý vị có thể xem lại ở trong fanpage. Đó, đây. Được chưa? Rồi, VS và ABS. Đấy, thì quý vị có thể hôm qua sử dụng được cái bộ này rồi.
Đấy, bộ này được chip riêng lẻ cho quý vị. À, nó sẽ rẻ tiền hơn ha. Đấy, tuyệt vời không? Và đêm nay sẽ là hào quang bán lỗ. Thì quý vị hôm nay mua cái bộ sản phẩm này, quý vị nhận được gì? Mang về cho mình hai bộ tài liệu ha, rất VIP ở trong này luôn. À, quý vị mua được cái này tặng ngay hai bộ tài liệu. Đêm nay hào quang bán lỗ, không biết quý vị có thích bốn cái chữ này không? Thích bấm cho cái ok hào quang bán lỗ đêm nay. Và trong này quý vị hãy xem tỉ mỉ cái mục lục ở trong này mình đã ghi và đồng thời soạn thảo cho anh em ha. Đấy, nó có số trang ở đây, quý vị hãy từ từ đọc cho Đi Tuấn một cái. À, đọc cho một chút xíu đây. Chưa, trang 45 gì, trang 46 gì, hãy chịu khó đọc. Trang 48, 49, 50 đúng không ạ? Bơm xăng, quý vị hãy chịu khó đọc. Còn quý vị cứ dở như này thì dở nó rất mất thời gian. À, đi tìm được trang một rất chi là phê ha. À, và đề cặt cặt ở trong này Đình Tuấn đã có ghi ở trong này cho mọi người luôn. Đó, như vừa rồi kiểm tra tới 7 bước như vậy. À, anh em hãy chịu khó xem. Đó. Ok. Và đồng thời cháy cầu trì liên tục thì anh em có thể mở tài liệu này ra, chúng ta đọc từng trang từng trang. Ừ. Hào quang bán lỗ đêm nay, không biết có anh em nào có nhã hứng. Có nhã hứng, đó, còn hệ thống kích hoạt đèn led trong này đều có luôn. À, ok. Đấy, tuyệt vời, ở đây phân tích dữ liệu cho quý vị. À, đúng hay sai khi chưa nổ máy hay là nổ máy. Đó, khá là nhiều, không biết là quý vị về nhà đọc có hết cái quyển này không hay thôi. Smart Key, quý vị cứ làm theo ở trong cái này, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 thì quý vị cũng thành công. Bởi vì nhiều lúc quý vị chưa xem bước 1, quý vị lại nhảy qua bước 5 nên quý vị cảm thấy làm Smart Key nó bỡ ngỡ ha. Đó, ở đây vấn đề đều chỉ cho quý vị ở trạng thái đăng ký chìa mới khi mất tất cả chìa. Và bên này có chỉ cho quý vị là thêm chìa. Đấy, khi FOB cũ còn thì chúng ta hãy cần FOB mới. Cứ lần lượt bấm xem, chịu khó đọc sạch một tí. 1, 2, 3, 4, 5 là chúng ta sẽ có tiền thôi. Do quý vị đọc không chịu đọc mà quý vị cứ chỉ có liếc qua thì quý vị luôn luôn không bao giờ gọi là từ hào quang rực rỡ được, mà nó luôn luôn là hào quang thất bại. Và đêm nay nó chỉ là hào quang bán lỗ ha. Vòng tua máy hay nút đề hay cảm biến IAT báo bất kỳ một cái lỗi gì ở trong này, quý vị cũng có thể là xem tất cả ở trong này. Ở trong này thì chữ ghi khá là nhiều, rất mong quý vị chịu khó đọc. Đọc thì quý vị sẽ thành công. Đây. Đây, đó, quý vị đọc. Được chưa? Đấy, quý vị đọc ở đây quý vị sẽ thành công. Đó. Đấy, quý vị sẽ thành công thôi, chịu khó đọc. Đấy, có quyển sách này và vẫn nhiều người vẫn bị người ta đánh lừa trạng thái là đứt cái dây tín hiệu. Đấy, điện áp thì nó là 19 mV. Nhưng mình ở đây mình ghi cho anh em là 58 mV ha. Đấy, có rất nhiều người bị người ta lừa. Đấy, chịu khó. Ok. Đấy, chỉ cho mọi người kiểm tra từng bước một. Đấy, khi xe vào bị mất lửa cao áp. Và chỉ cho mọi người đo cục mô bin đâu là sơ cấp và thứ cấp. Ở trong này nó khá là nhiều nha quý vị. Và chỉ cho quý vị ở trạng thái ở đây là chúng ta bỏ cảm biến gốc nghiêng trên những cái dòng xe Winner và Sonic, mà chúng ta không cần cảm biến góc thì chúng ta sẽ giả lập điện áp bao nhiêu vôn ha. Tuyệt vời. Hãy chịu khó đọc tất cả ở trong này, khá là nhiều. Đấy. Nhiều lắm quý vị ơi. Rồi ở đây sẽ là gì? Bộ ba cảm biến map TBS và IAT, quý vị hãy chịu khó đọc và đồng thời cứ kiểm tra từng bước nó báo cái lỗi này 189. Thì quý vị sẽ kiểm tra cái gì đầu tiên? Đo thông mặt mát chung cảm biến với mát sườn. Thông mặt ta xác định bộ ba cảm biến hỏng. Không thông mặt sẽ xảy ra hai trường hợp: đứt dây xanh cam từ bộ ba cảm biến đến SM và hỏng IC. Tuyệt vời, con đà điểu luôn.
khi mà báo tất cả lỗi, quý vị thấy không? Ở đây là 189. Ok. Còn ở đây báo cái lỗi số 9. À, báo 1 tới 5. Quý vị cứ làm như vậy. Xong rồi tiếp tục bên này lại chỉ cho quý vị nữa. Xe báo cái lỗi xuất hiện khi đồng hồ FI xuất hiện cái lỗi số 1 và số 8. Ta phải kiểm tra nguồn 5V từ ECM cấp cho bộ ba cảm biến dây vàng sọc cam. Nếu có 5V ta xác định bộ ba cảm biến lên đường. Còn không có chúng ta phải đo thông mạch hoặc đồng thời check IC. Được không? Chịu khó đọc. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Rất dễ. Sau tiếp tục bên này nó sẽ là cái lỗi số 8. À, lỗi số 8 à, chúng ta cứ đi kiểm tra lại lỗi số 9. Nó khá là nhiều và thú vị trong quyển này. Hy vọng rằng quý vị đêm hôm nay hào quang bán lỗ thì quý vị hãy chịu có xem cái gì đâu. Rồi, có rất nhiều anh em đây đo điện xoay chiều đến thang đo, đúng không ạ? Xoay chiều về dấu ngã AC để chúng ta đo cái gì? Quật điện 3 pha ở dưới mâm điện lên ha. Đấy. Cái này là chúng ta hướng dẫn đo điện xoay chiều kích CKB ha. Winner ha. Chỉ rất rõ, cứ làm theo thông số chuẩn là chúng ta sẽ loại trừ. Đấy. Hướng dẫn anh em đo quận điện 3 pha ha. ECM Kenhin ha. Đó là Kenhin. À, những cục IC Kenhin 3 pha. Rồi hướng dẫn anh em đo kích 2 dây A Black Lead 110 ha. Các dòng xe số đều như nhau ha. Ê, hãy để điện xoay chiều. À, xoay chiều và đồng thời một chiều ha, hoặc đồng thời đo thông mạch. Ê. Rồi đồng hồ đo áp bơm cũng chẳng cần phải hỏi. Ừ, ông này áp này bao nhiêu ký? Ừ, xem ở đây luôn ha, có hai cái đồng hồ chỉ cho quý vị luôn. Đấy, và sử dụng cái đồng hồ đo như thế nào, ở trong này có hết. Tuyệt vời đó. Khá là nhiều và thú vị cho quý vị. Đấy. Thông số chuẩn khi động cơ chưa nổ máy, cảm biến rời của tất cả những dòng xe Honda. Chuẩn nó phải được như thế này. Đấy, thấy không? Chuẩn. Rồi, thông số chuẩn khi đạt ở tới nhiệt độ 60 độ C trở lên, là 60, 80 màu đỏ, nó phải như thế này là tuyệt vời. Là tối ưu nguyên liệu là trừ 5%, cho phép khoảng 12% đổ về cộng trừ. Ghi rất ở đây, đây. Cần gì phải hỏi cha con thằng nào ở trên mạng, cái thông số này có đúng hay không? Nhìn vào đây, trang 58 mở ra xem. Không cần phải hỏi bố con thằng nào trên mạng cả. Đấy, tuyệt vời. Đấy, mọi người thấy không? Đấy. Ví dụ thông số chưa đạt tiêu chuẩn, bởi vì sao? Có nghĩa là oxy cảm biến lúc này nó ở ngoài giải là 1150 mV, gọi là 1V150, ở nhiệt độ động cơ 60 độ C. Đấy, chúng ta phải cần kiểm tra cái gì? Nhìn trong tay và làm sao cho nó khéo léo ở đôi tay. Đấy, được chưa? Rồi tiếp tục, khỏi cần gọi cái thằng nào luôn, cái máy này phân tích dữ liệu có hao xăng hay không. Nhìn vào ngay cái trang 64 60 nha quý vị ơi. 12-13 là dao động, 12-13 là thừa nhiên liệu thiếu oxy. Đấy, 13,5 đến 14,5 là đạt tiêu chuẩn, 15-16 là thiếu nhiên liệu là thừa oxy. Đấy, có nghĩa là 12-13 là động, 15-16 là nhạt. Đấy, quý vị hãy nhìn vào đây ha. Đấy, và nhìn đây đấy. Đó là tỷ lệ hòa khí. Đấy, quý vị hãy lưu ý nhìn vào đây. Đó, tỷ lệ hòa khí, hãy nhìn vào đây là biết là nó động. Nhà xe này có hao xăng không? Cõi cần phải đăng video này lên cái nhóm nào. Ừ, ông gì ơi, thầy gì ơi, cho em hỏi xe này có hao xăng hay không. Hãy nhìn vào trong này, và đồng thời chúng ta là cái quan điểm là chúng ta phải mở cái buji ra. Đấy. Tuyệt vời lắm quý vị ơi. Rồi, ở đây map cần gì phải hỏi bố con thằng nào. Lên trên mạng cần gì, mấy cái thằng đấy nó cứ tỏ vẻ làm cái gì. Khi bật khóa điện, điện áp phải 2V8K3, là phải là 98K3 cho tới 101K3 chẳng hạn như vậy. Khi nổ máy dao động từ 1V2 cho tới 2V6, điện áp dao động từ 35K3 đến 100K3 là con map là áp suất của hút tốt. Khi mà bật khóa điện lên một phát nó phải như thế này, không như thế này thì map này đang có vấn đề. Nếu báo lỗi nữa nó đang đứt dây chẳng hạn như thế. Tuyệt vời đó, nhìn vào đây. Thông số như minh họa, mọi người nhìn thấy không?
áp suất khí nạp MAP98K3, điện áp là 2V8. Chúng ta sẽ nhìn trên này khi chưa nổ máy căng đét đấy, và khi áp suất nổ máy nó phải dao động, nhưng ở đây nó sẽ là chụp tấm ảnh ha, nó phải dao động từ 1V2 cho tới 2V6. Ok, chịu khó đọc quyển sách này thì Việt Nam khá là hay. Đó. Và vấn đề tình trạng gì, những con xe gì mang vào tất cả những thông số đều chuẩn, nhưng tình trạng bị hụt ga đầu, chúng ta cần lưu ý những yếu tố như sau. Đó. Nhìn vào đó để chúng ta bụp. Nhìn vào hết ngay. Đó. Ok. Còn những cái dòng xe Honda khởi động như nào cũng vẽ ở đây. Rồi, công tốc máy chạy qua chích tốp. Rồi, công tắc khởi động tới IC. Đấy, cấp mát cho relay khởi động. Đó, Aqui motor D, cần gì phải hỏi. Đấy, chúng ta sẽ làm gì? 12V từ công tắc máy chạy vào chích tốp tay. Bóp chích tốp tay, 12V chạy qua công tắc khởi động. Nhấn công tắc khởi động, 12V chạy xuống SM. SM nhận được 12V từ tốt đề, sẽ cấp mát cho relay khởi động. Ơi giời ơi, quý vị cứ làm như vậy là quý vị sẽ thành công. Rồi, khởi động trên mặt ACG. Ê, tuyệt vời đúng không quý vị? Em sẽ mở cho quý vị. Rồi, vấn đề ở đây quý vị thường hay gặp phải ở vấn đề gì? Gặp ăn bận mất tất cả hệ thống điện trên tất cả những cái dòng xe có motor đề, ghi cho quý vị dễ hiểu đấy. Mở khóa điện, mất tất cả hệ thống điện đấy, quý vị nên kiểm tra đấy, ra hết bận ngay. Ok, còn ở đây là tình trạng có điện hệ thống FI đầy đủ nhưng không đề được. Quý vị phải chịu khó đọc tình trạng có điện hệ thống FI đầy đủ nhưng không đề được. Đó là FI có đầy đủ nhưng không đề được. À, lấy cái máy sở một tuần vào đây. À, tín hiệu chân trống đang on, là có nghĩa là chuột đang cắn hoặc đồng thời hư công tắc chống cạn. Ê, tuyệt vời nha quý vị. Quyển sách này thì quý vị xem xong rồi chỉ có là feel nếu quý vị chịu khó đọc. Rồi, tiếp tục ở đây. Tình trạng mang vào đề được nhưng mất điện cao áp. Khi ta gặp xe có hệ thống đèn FI đầy đủ, đề được nhưng mất đánh lửa, ta cần kiểm tra các bước như ở bài học về mất điện cao áp trang 30-31. Ra bận ngay. Rồi lại tiếp tục, nếu có máy sờ mô tuôn vào trong này cái bụp 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 lửa lúa. Trời ơi, dạy mà không học thì học cái gì? À, rồi đây, 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 đây. Đó, để từ 3 pha chỉ đo hết. Hy vọng rằng là sờ mắt kỳ mắt mọt. À, nó khá là nhiều. Ổp sờ mắt kỳ. Đấy, hướng dẫn thay SU hoặc SM cũ phải có mã SM ID gốc. Chỉ hết ở trong này rất nhiễn. Ở đây này. Cơ chế hoạt động của hệ thống khóa thông minh Smoky. Có nhiều bố có cái bộ tài liệu này mà chẳng bao giờ đọc cái trang 91. Đấy, cái loại SU1 rắc lớn SH219B6 SHMO đổ lại. Tìm xe được, ta loại trừ chân 25 mắt sườn, chân 33 12V trực tiếp sau cầu chì, nhân núm khóa để cấp mát cho SU. Đấy, tiếp tục. Mát sườn qua công tắc, cái này chỉ còn hơn là dạy học mà quý vị lại không đọc được cái hàng chữ này. Rồi, tiếp tục cái loại SU 2 rắc, Lead Vision Clip Valio A-Black 2020. Chù, nó nhiều que, hồi đọc, rát miệng luôn. Đó, đêm này, hào quang bán lỗ. Hào quang bán lỗ của đêm này. Quý vị mua, nhận ngay bộ tài liệu. Đó. Hãy liên hệ ngay tổng đài đường dây nóng 0909755993. Nào quang bán lỗ. Hay là quý vị mua cái bộ Nambulin này thì ngày mai sẽ trình chiếu quý vị cũng được tặng hai bộ tài liệu luôn ha. Đấy, và cái này sẽ hẹn vào đêm mai quý vị sẽ, chúng ta sẽ là mát mum trên cái bộ Nambulin này, điều khiển đánh lửa kích ha. Rồi, hào quang bán lỗ cho quý vị. Mua tất cả những sản phẩm này, quý vị mang về hai bộ tài liệu thần thánh. Rồi, còn cái này có, cái trong này có cái gì? Chô trà chân IC. Quá trời chân IC luôn. Chô trà
Trời ơi, chân đi xe đời nhà Tống cho tới đời nhà Thanh, đời nhà Minh luôn. Rồi, vị trí hộp điều khiển, phan ABS, nốt nhạc, Smoky. Biểu hiện lối SU, khóa Smoky. Ôi giời ơi, dài, nháy, dài, ngắn ngắn, dài, SU không đồng bộ, tá là, ti tung cả. Ơi đấy, Vision Valio, rồi Smoky. Đấy, Avalanche 2020. Ở Yamaha Novich Janot. Mấy cái này tặng kèm theo quý vị trên những cái dòng xe Lit SCR đời nhà Tống 4 relay nên bỏ bớt ha. Đấy, chúng ta nhìn màu dây và chúng ta sẽ biết rằng relay gì đấy. Relay chính, relay cảm biến gốc nghiêng, relay sit top đề và relay bơm xăng ha. Trong này nó khá là dày. Đấy, ok, và trong này có ghi cho anh em con relay đâu là cuộn dây, đâu là cái tiếp điểm ha. Đó, để anh em biết đây, cuộn dây và tiếp điểm. Chứ hồi giờ chẳng biết relay là cái gì cả. Ok. Đấy, quý vị hãy nhanh tay thì chúng quý vị sẽ nhận được hai bộ tài liệu này. Thì trong tương lai quý vị đọc thì quý vị sẽ là hào quang rực rỡ. Phải chịu khó đọc. Và hy vọng rằng quý vị và anh em thợ máy ở nhà có con xe đọc tới đâu làm tới đó, đọc tới đâu làm tới đó, thành công ngay và chúng ta sẽ nhớ ngay ha. Chia sẻ mạnh like lên cả nhà ơi. Chia sẻ hết khả năng, review chia sẻ hết khả năng của quý vị lên để cho tất cả những anh em đồng bào thợ sửa xe máy trên toàn quốc Việt Nam đang khó thì để chúng ta đi tới thành công trong cuộc sống. Rồi, rác hôm nay dọn sớm như ta, 21:30 mà dọn rác rồi. Ok, ok. 69 người đang xem. Sao từ bấy giờ cho anh em có thấy giá gì không nhờ? 10 sửa xe, tất cả anh em truy cập cái Zalo ngay. Đấy, truy cập vào ngay cái đường dây nóng để liên hệ tổng đài 0909 755 993, liên hệ ngay tổng đài và đồng thời hiện thị ngay là tay ga Điền Tuấn, đó là chuẩn cho tới 100%. Em xin một bộ Nguyễn Công rồi, cứ Zalo đi nha. Cứ Zalo ở Facebook Tuấn Đình Lạt đã ghim cho anh em 0909 755 993, 4 chữ hào quang bán lỗ đêm nay, chỉ có tay ga thì Toán làm điều đó thôi. Inbox, inbox. Bộ tài liệu này có 102 trên thị trường Việt Nam ha. Rồi. Rồi, và đêm nay giới thiệu mấy quý vị và anh em thợ máy Smartoon. Bữa nay bản mới thì đương nhiên sẽ thay đổi tất cả kích cỡ và rắc ha. Tất cả sẽ thay đổi vì rắc trên Smartoon mới bây giờ. Ôi, già già rất là tả hết. Đây. Smartoon mới bây giờ không như ngày xưa, cái cáp chính này anh em có thể kết nối với 6 pin cho những cái dòng xe SH2020 trở đi ha. Đây. Chúng ta chỉ cần cắm vào máy và đồng thời chúng ta cắm vào ngay cổng 6 pin rắc chuẩn đoán trên những dòng xe 2020 cho tới 2023. Đấy, 6 pin. Không như ngày xưa, cái cáp này cáp chính anh em phải nối thêm cáp phụ ha. 2020 đưa vào luôn như thế này. Tuyệt vời. Rồi, đưa vào 2020. Nếu những dòng xe thông thường đời cũ như thế này thì quý vị lại kết nối với cái cáp này, bữa nay làm rất nhỏ gọn. Hãy cắm vào đây. Smartoon phiên bản mới ha. Đó. Rắc rất gọn gàng. Không lườm thườm như ngày xưa. Đó, thì anh em sẽ kết nối vào xe và chúng ta sẽ đọc. Rồi, di cái máy này qua một tí, rút cái rắc buffer này ra ha. Rồi, ok, cắm vô. Đó. Rồi, Smartoon mới đêm nay quý vị mua, quý vị sẽ mang quà về ngay cho vợ đêm nay ha. Và chúng ta chuẩn bị vào nhóm học là vừa rồi đấy. Ok. Chúng ta bỏ bình điện đi ha.
Rồi, cáp mới bây giờ rất chi là gọn gàng. Đấy, và số seri của máy bây giờ tất cả nó đều được là 7 số nha anh em ha. Kết nối. Đó, rất gọn gàng anh em nhìn thấy không? Đấy, dây bây giờ rất gọn gàng. Đó, xe bắt tuôn bây giờ bật công tắc máy. Rồi, chúng ta bắt đầu đi tới vấn đề động cơ Honda. Đấy gì kê lên cho anh em một chút xíu ha. Rồi, kê lên một chút xíu. Đó. Rồi, chúng ta sẽ vào gì? Đọc lối hiện hành. Rồi, lối 8/1. Lối mặt cảm biến, vị trí bướm ga TBS, anh em nhìn thấy cái mũi tên nó chỉ quay lại, có nghĩa là điện áp đang dưới 0,2 V thì nó sẽ báo lối. À, chúng ta học, ngày xưa chúng ta đi học, chúng ta ghi mũ nè, dấu sắc, dấu huyền nè. Đấy, anh em hiểu không? Nên bây giờ anh em quên hết rồi. Cái này học mẫu giáo đã có cái mũi này rồi mà. Đấy, học mẫu giáo nè. Dấu sắc, dấu huyền, dấu ngã, dấu A, dấu ớ. Đấy, đây anh em có nghĩa là sao? Lối mặt cảm biến vị trí bướm ga TBS, TB. Đấy, là TB. Ở đây các bạn nhìn thấy cái mũi tên quay lại, có nghĩa là điện áp nó đang ở dưới cái dải 0,2 V thì nó sẽ xuất hiện cái lỗ số 8 này. Ê, nhớ đây, còn cái này là nó đóng ngoặc, mở ngoặc và đóng ngoặc. Đấy, ngày xưa chúng ta đi học đấy. Còn bây giờ anh em quên hết rồi, mẫu giáo anh em chẳng nhớ nữa thì học cái gì. Rồi, xin phép quý vị cho vòng khoảng 5S uống cốc nước cái đã, khát nước quá. Ui giời, khát nước quá trời. Cái gì Zalo quá trời Zalo hả? Rồi. Đấy, hãy chịu khó đọc. Rồi, chúng ta lại thoát ra bởi vì nó đang báo cái lỗi số 8. Loạt. Chúng ta sẽ vào dữ liệu bởi vì chúng ta xóa nó cũng chẳng bao giờ hết lỗi cả. Bởi vì chúng ta chưa sửa cái lỗi đó mà. Thì chúng ta sẽ không bao giờ xóa được. Rồi, anh em sẽ vào cái dữ liệu động cơ. Bấm Enter. Rồi, anh em sẽ nhìn thấy gì lúc này. Điện áp TBF nó đang là 19mV. Đó. Góc mở bóng ga ok chuẩn, nhưng điện áp ở đây có 19mV. Còn tất cả là tốc độ máy, góc đánh lửa, thời gian full O2, tất cả đều ok. Còn nếu mở lên với cảm biến O2 ở đây nó báo 0V thì kiểm tra dây có chập ra mát không. Không chập ra mát thì chết IC. Nếu nó báo 0V nhớ vào. Bởi vì anh em đón xem cái video Đình Tuấn rất nhiều, nhưng anh em lại không bao giờ là sự thành công cả. Bởi vì xem hôm nay, ngày mai nó lại bay đâu mất. Đấy, tối nay nghe rồi, tối nay xem. Rồi, ngày mai lại quên. Thì chúng ta chẳng bao giờ thành công cả. À. Đấy, anh em phải lưu ý. Anh em hiểu chưa? Nhớ, đó là hai thông số mình đều chỉ với mọi người. Liếc qua cho mọi người cái máy Smartool. Và đêm nay ai mua máy lại có quà nữa ha. Đấy, bạn bè ai giới thiệu không có máy ở cứ giới thiệu tay ga Đình Tuấn. Mua máy được tặng quà, được vào trong nhóm học, chỉ chu đáo. Đấy, chỉ tới đâu nhớ tới đó. Và vấn đề thứ ba, vấn đề thứ hai này chẳng xem được cái gì, xem nhiệt độ khí nạp IAT thế thôi. Đấy, góc mở bóng ga dưới này nó lại chỉ lại để anh em
không cần phải quay lại đây nữa mất công để coi lại bướm ga. Và chúng ta chỉ cần nhìn vào đây thì chúng ta lại nhìn thấy vị trí bướm ga. Đang sai. Tất cả những cái này là nhiệt độ khí nạp ok hết. Nhiệt độ động cơ ngang ngửa với nhiệt độ môi trường hiện tại ở miền Trung đang rất nóng. Rồi, vấn đề thứ ba là xe không khởi động được thì vào đây. Đấy, và trạng thái cái SCS này là gì? Đang open thì có nghĩa là chúng ta đang kết nối với cổng Calai, nó đang mở. Thì ở máy ở đây sẽ cho chúng ta biết là chữ open. Ok không? Đấy, còn cái đèn min ở đây có nghĩa là sao? Đang on bởi vì nó đang báo sáng. Có nghĩa là nó đang lỗi. Thì nó báo sáng là on. Đấy, còn bình thường đèn FI không báo sáng thì ở đây nó sẽ là off. Bởi vì xe này đang có lỗi số 8 mà. Nhớ còn 3 vấn đề, 4 vấn đề này lưu ý vào. Rồi, video đến đây xin phép được tạm dừng. Hẹn anh em vào đêm mai. Tuấn sẽ review cho anh em cái này. Và đêm nay có anh em nào muốn hào quang bán lỗ thì cứ truy cập mua cái bộ kia tặng tài liệu ấy, mang về, hoặc là mua bộ này tặng tài liệu, hoặc là mua máy này được rất nhiều chương trình khuyến mãi và đồng thời vào trong nhóm học. Cảm ơn tất cả anh em. Bây giờ thì Tuấn phải tiếp tục lên toa. Đấy, mọi thông tin thắc mắc thì anh em hãy truy cập vào cái Zalo 0909755993 đã ghi vào đường link. Cảm ơn tất cả anh em đã đón xem video buổi tối nay. Ngày mai thứ bảy, chúc cho mọi người sức khỏe và thật đông khách trong cửa hàng và kiếm được lúa để mua giả lập và đồng thời được tặng bộ tài liệu. Ok. Rồi, đấy, anh em này lại chốt rồi, mọi người thấy không? Anh em này lại chốt rồi này. Cứ nhắn tin như vậy Zalo là chốt, ngày mai lại gửi hàng. Ok anh. Ok. Xin số tài khoản luôn, đúng rồi, nổ tài khoản bởi vì nó khá là rẻ. Nổ tài khoản. Chúng ta nổ tin tin một cái. Đấy, cho người dẫn chương trình như Tỷ Tuấn hôm nay thành công. Nổ tài khoản. Ping tin. Rồi, ship cop mọi người tới tận nhà ha. Đấy, mọi người lưu ý. Tuyệt vời. Gì? Bộ kiểm tra CKB bao nhiêu mà tài liệu không thôi bạn. Rồi, combo hết. Mua đi. Combo hết, combo ha. Bỏ máy này chụp cho nó dễ hiểu combo. Đấy, mua như thế này chụp cho nó dễ hiểu này, combo này. Đấy, chụp hết như vậy. Đấy, 3 món. Búp, múc. Đấy, mua máy mang về hết luôn. Ok, cho dễ chơi. Ok. Rồi, bây giờ quay lại nói chuyện với anh em có hỏi gì không nào? Thì em lên học toa hàng mới quá. Mai em chạy xe đi chắc khoảng 20 cây số đi lên Tây Sơn có công việc. Đấy, đi về chắc tầm khoảng 11 giờ về tới đây. Anh em nào ở Tây Sơn Bình Định ngày mai ok rảnh thì cà phê tí nhá. Em thì chẳng bao giờ nhớ được số mọi người cả. Thì em rất mong mọi người coi được cái live stream này thì mọi người alo cho em. Rồi, ngày mai anh em thợ nào ở Tây Sơn thì chúng ta rảnh cà phê nhá. Sáng mai chắc ăn sáng uống cà phê xong chắc khoảng 8 giờ thiếu em từ 3 lên Tây Sơn. Đấy, em lên Tây Sơn có một chút xíu công việc. Anh em nào Tây Sơn thì hú. Cà phê anh em Tây Sơn ơi. Em chẳng nhớ số mọi người được, nhiều số quá làm sao em nhớ được, tên em chẳng nhớ nổi. Cái gì đây? Cho ăn một hộp mỡ chịu nhiệt và một dây kiểm tra đèn LED. Ok, ăn yêu. Cái gì đấy? Nhắn tin liên tục. Bán cả bộ ăn ơi. Máy gì nhỉ? Máy gì anh?
máy bao nhiêu tiền, chẳng biết là anh em hỏi máy gì cả. Anh em có hỏi em gì không? Ôi giời, nhắn tin gì thế? Đâu phải là anh em mua được cái toa hàng mà mình cảm thấy dễ, nhắn tin còn mỏi tay. Nhiều ông nào thì thế này, học có dễ hiểu không? Rồi để tiếp tục cái máy này có bền hay không? Và cái máy này kiểm tra được nhiều cái gì hơn nữa? Đâu phải là dễ bán được món hàng đâu. Nhiều anh em nhắn tin nhắn còn cháy máy. Rồi nhắn cháy máy xong chưa chắc đã mua. Thế cuộc đời nó gọi là vậy là bán hàng mà mọi người không? Nó thú vị như vậy đấy. Còn nhiều anh em thì nhăn lắm. Anh Tuấn ơi, khi mà người ta đã tin rồi, người ta đã theo dõi lâu rồi, thì người ta hỏi câu trước câu hai phát là người ta pop. Anh ơi, em mua nhiều món này, anh có lì xì cho em được đồng nào không? Hay anh có bớt cho em được chút nào không? Hay anh có bao ship hay không? Cái đó rất nhanh gọn đấy. Trong cuộc sống chúng ta phải cần nhanh, dứt khoát. Còn cuộc sống này mà thật sự chúng ta chưa tin tưởng nhau, tốt nhất là chúng ta không nên phải hỏi nhiều. Chúng ta lại tiếp tục theo dõi tiếp. Theo dõi tới chừng nào cảm thấy chúng ta ghiền, chúng ta phê, thì lúc này chúng ta sẽ ủng hộ chưa muộn. Có rất nhiều anh em mới nhắn tin kinh khủng, trả lời rát người luôn chứ mọi người, đâu phải là dễ đâu. Sabotun 2, bản cao hay bản thấp anh? Anh mua Sabotun 2 bản cao hay là bản thấp? Ăn vô sờ mất tuôn 2 bản cao hay bản thấp vậy anh? Cầm mic cho nói cha cho nó nhanh. Đấy, ok không? Ăn vô sờ mất tuôn 2 bản cao hay bản thấp vậy anh? Giá khoảng tầm bao nhiêu tiền để em biết đường tư vấn anh trai? Viết mỏi quá, viết mỏi cả tay kìa. Cái gì anh này? $700k Việt Nam đồng anh trai. Đó. Cứ như vậy khó nhắn tin nữa. Mệt. Khi nào chuyển khoản, anh nhớ chụp cái bill gửi cho em và cho em cái địa chỉ, tên người nhận, số điện thoại đầy đủ để em gửi hàng. Thank you anh. Đỡ mệt. Phê quá rồi, người nhắn tin phê quá rồi. Anh mua bản cao là bản G, full remap Honda ACG Ken Hin và đồng thời của Esai Yamaha, giá 19.800.000, anh sẽ nhận được khá là nhiều những phần quà hấp dẫn từ em. Ok. Anh mua bản cao là bản G, full remap Honda ACG Ken Hin và đồng thời của Esai Yamaha, giá 19.800.000. Anh sẽ nhận được khá là nhiều những phần quà hấp dẫn từ em. Thế là sao? Hoặc là bấm vào đây viết chữ, anh em hiểu không? Bấm vào viết chữ vào đây. Anh cứ suy nghĩ và trả lời em. Đó, thích viết chữ thì viết chữ. Đó, đọc tự động viết chữ. Dạ, anh này. Ok. À, dạ, chứng khoán rồi, điện thoại đâu? Có tin 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 như nào? Nhanh thật đấy, nhiều anh em nhanh lắm anh em, khoảng là chuyển rốt rét. Rồi ok, Vũ Công Đông.
Rồi, thank you anh. Em đã nhận đủ số tiền. Sáng mai em gửi hàng cho anh. Alo, mình chuyển cho bạn rồi nhé. Đấy, không, người ta cũng vậy, mình chuyển cho bạn rồi nhé. Người cuộc đời nó sướng, anh em ạ, sướng vô cùng, nhanh gọn. Đấy, chụp màn hình lại, đã chuyển khoản, chụp bụp, anh Vũ công đồng, rồi lưu vào trong cái hạng mục cần lưu, để ngày mai lên toa không có quên mất, lưu, bấm kích, đấy, tuyệt vời, lưu, điện thoại bên này sẽ trả lời. Tuấn ơi, tôi nhận được cái danh mục của ông, thành công rồi. Xin cảm ơn. Nhiều anh em khoái vậy, nhanh gọn lẹ. Thì chúng ta làm cái gì cũng mau mắn cả. Nhiều ông mẹ nhắn tin mẹ nhắn dài ơi là dài, nhắn dài như một cái sơ mướp. Hỏi chán đòi hỏi nó, hỏi như kiểu mà hồi giờ mà chúng ta chưa được viết tin nhắn vậy. Trả lời mệt thật. Phải là ok. Đó, rồi bây giờ xin cảm ơn các em, mình thả tim. Đó, mình bấm tim 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 là ok. Người ta phải vui vẻ như vậy. Nhiều ông mày chuyển có 50 ngàn, 100 ngàn cũng sợ mất. Bình Tuấn nó cứ ngồi sờ sờ ở đây. Vậy người ta chuyển hàng tỏi mà còn chưa sợ mất. Mình đây có nhiều ông 5-70 ngàn, 100 ngàn, tim chuyển xong tim cứ đập thịt 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 tội ghê gớm. Rồi, xin chào mọi người nhá, video đến đây xin phép tạm dừng, em phải cắt và đồng thời đưa lên YouTube. Chúc mọi người ngủ ngon.